cười nói với em bao lời em ai trên đường, và rồi như giấc mơ em ngủ. Báo âm thanh, báo hại dân, báo bố láo, diều sao? Hãy subscribe cho kênh Văn Ngợi Pb để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chồng trẻ em ơi, em trẻ lắm.